Xin chào quý vị, đây là những hình ảnh trực tiếp từ sân vận động Nhà hát của những giấc mơ, sân nhà của câu lạc bộ Manchester United. Ngày hôm nay họ sẽ tiếp đón Brighton. Như vậy là cả Reguilon và Højlund đều có trận đấu đầu tiên, người đã ghi một hat-trick cho Brighton trong trận đấu gần nhất. Rất tốt, Rashford, Marcus Rashford, Rashford dứt điểm. Đó là một pha solo của Marcus Rashford ở trong vòng cấm trước cầu thủ Real Sociedad. Còn tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh thì trận thua trên sân nhà gần nhất là chính trước các cầu thủ Brighton với tỷ số 1-2. Một pha bóng mà Reguilon đã tạo ra một đường truyền thuận lợi cho Rashford. Không có đà. Bruno Fernandes rất tốt. Các cầu thủ của Brighton cũng đang lùi về rất nhanh. Coi không được. Coi thêm một cú sút của Rashford. Velman. Adigra. Coi dứt điểm. Cho Brighton và đó là Daniel Welbeck. Một sự lựa chọn tiếp cận trận đấu rất hay của huấn luyện viên Roberto De Zerbi. Một cái nhấc chân và sau đó là một khoảng không rất rộng để cho Daniel Welbeck có thể dứt điểm. Adigra là người đã tạo ra đường chuyền này. Một cái nhấc chân thực sự rất hay. Đường chuyền rất hay của Casemiro. Diogo Dalot. Vẫn đang là Dalot. Đường chuyền thứ hai, dứt điểm. Không vào. Người thực hiện cú sút vẫn là Marcus Rashford, nhưng một lần nữa anh không chiến thắng được hàng phòng ngự của Brighton. Có quá đông các cầu thủ Brighton đứng chắn ở trong pha bóng này. Rất nhiều những khoảng trống cho các cầu thủ Brighton. Cơ hội dứt điểm. Cú sút ngay của Daniel Welbeck. Một tình huống cho thấy rằng các cầu thủ Man United đang... Bruno đang phải lùi rất sâu. Anh đang làm luôn cả nhiệm vụ của một cầu thủ tiền vệ phòng ngự. Marcus Rashford dứt điểm. Không vào. Nối của xà ngang và cột dọc. Vẫn không có sự may mắn cho Rashford. Đúng vào điểm nối của xà ngang và cột dọc. McTominay. Vai trò của McTominay trong những phút vừa qua cũng tương đối mờ nhạt. Rashford. Đường chuyền ra, cơ hội. Højlund. Một đều. Một bàn thắng rất quan trọng với Man United vào thời điểm này. Và nó đến vào từ đôi chân của một tân binh. Trong trận ra mắt giải bóng đá Ngoại hạng Anh trong đội hình xuất phát thì Højlund đã ghi tên mình lên bảng tỷ số. Công lớn ở trong bàn thắng này thuộc về Marcus Rashford, người đã cố gắng để thu hút toàn bộ sự chú ý của hàng phòng ngự bên phía Brighton. Ở phía trong thì Højlund cũng đã phản xạ rất nhanh. Trái bóng liều đã đi qua hết. Họ sẽ tính theo phương thẳng đứng của trái bóng. Nếu điểm thẳng đứng của trái bóng đó vẫn còn cắt với một phần của vạch vôi thì bàn thắng vẫn sẽ được công nhận. Ở góc máy này thì có vẻ như rõ ràng hơn. Đang và cột dọc. Không có bàn thắng. Không có bàn thắng cho các cầu thủ Man United. Quả thực là rất đen đủi cho Rashford và Højlund. Man United cũng đang phải sử dụng tới những đường truyền vượt tuyến.
Marcus Rashford. Rồi, dứt điểm không vào. Rất đáng tiếc. Rashford chơi cực kỳ nỗ lực trong những phút đã qua. Anh vẫn không có được cho mình được bàn thắng. Cú sút thứ 6. Bruno. Đường chuyền tốt của Bruno cho Marcus Rashford. Đối mặt với Hickey. Rashford coi. Đường chuyền. Lúc này thì Man United vẫn đang chơi với sơ đồ hai cầu thủ tiền đạo và tìm kiếm những bàn thắng. Højlund. Đường chuyền tốt. Marcus Rashford. Rashford dứt điểm không vào. Nhưng rồi mọi thứ lại dần quay trở về với quỹ đạo. Cơ hội dứt điểm. Là người đã sát thêm muối vào nỗi đau của những cổ động viên Man United. Không cần phải đẩy tốc độ lên quá nhanh. Không có Casemiro, không có Eriksen và không có cả McTominay. Đường chuyền của Lamptey loại bỏ hoàn toàn những cầu thủ tiền vệ trung tâm. Và sau đó thì một cú nhấc chân, một cú động tác giả của Park Hang-seo cũng loại bỏ nốt cả Martinez. Không phải là một pha trồng biên. Vẫn là Højlund. Cú sút sau đó là của Marcus Rashford. Vẫn không qua được hàng phòng ngự của Brighton. Vẫn còn đá khoác áo Brighton. Rất nhiều khoảng trống. Lamptey. Tuyến hay. Tân binh đắt giá nhất của Brighton đã lên tiếng khi anh vừa được tung vào sân, thậm chí là có điểm. Hãy nhìn số người của Brighton tham gia trong pha bóng tấn công này còn nhiều hơn những cầu thủ phòng ngự của Man United. Có quá nhiều sự lựa chọn cho Lamptey. Và đây là một đường chuyền chất lượng. Trái bóng xoáy ra và vượt ra ngoài khỏi tầm kiểm soát của Onana. Cú sút. Như vậy là đã có bàn thắng cho các cầu thủ Man United. Mabry, cầu thủ được tung vào sân trong những phút vừa qua, là người đã tạo ra được một điều bất ngờ trong lúc mà những cổ động viên của Man United đang có người bỏ về. Thì bây giờ bàn thắng này sẽ giúp họ thắp lên những hy vọng. Không có những tình huống theo kèm quá sát với Mabry ở pha bóng này. Và đây là một pha ná đại bác tuyệt vời của cầu thủ mang áo số 46. Bruno Fernandes. Đánh đầu. Người bật rất cao là Lindelof. Lỗi của Rashford. Mitoma, Mitoma. Bây giờ thì Onana đã có thể thể hiện tài năng của mình. Một pha bóng mà Mitoma đã di chuyển từ phía sau bằng lên như một mũi tên. Góc sút là quá hẹp.
rất dễ dàng. Cơ hội đối mặt, dứt điểm, không hay. Đáng lý ra đó phải là một bàn thắng để chào Hoàng Anh của Asufati. Một đường chuyền quá thuận lợi rồi. Onana đã đoán bắt được trước ý đồ của Asufati. Và hết giờ, Man United đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-3 trên sân nhà trước các cầu thủ Brighton. Đón ngoại hạng Anh, APKA Cộng giảm tới 50% chỉ từ 88.000 đồng một tháng, cùng cơ hội trúng lớn TV Samsung 75 inch 4K mỗi tuần, mỗi ngày.